Thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 9, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng điểm qua những bài viết nổi bật được đăng tải trên các mặt báo sáng nay. Bài viết đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị theo quyết định số 32 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, các cá nhân tổ chức sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè phải nộp phí theo quy định. Điều này một lần nữa làm dấy lên nỗi lo của người dân khi lề đường, vỉa hè vốn là phần dành cho người đi bộ. Thống kê cho thấy, toàn thành phố hiện có hơn 4.800 tuyến đường có chiều rộng từ 5 mét trở lên, trong đó gần 2.600 tuyến không có vỉa hè, chiếm 54% tổng tuyến đường đô thị việc kinh doanh, mua bán hàng rong gần như là một đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, một số ý kiến cho rằng tư duy vỉa hè là của người đi bộ đã thật sự không còn phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thay vào đó, thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp cận khái niệm vỉa hè đa năng, nghĩa là vỉa hè không chỉ có một công năng đi bộ. Trong khi đó, quan điểm của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh là vỉa hè dù rộng hay hẹp vẫn phải ưu tiên dành cho người đi bộ 1,5 m và hai làn ô tô cho một chiều đi đối với lòng đường. Phần còn lại, nếu đủ điều kiện mới tổ chức các hoạt động khác ngoài mục đích giao thông. Sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững đã trở thành điều bắt buộc đối với các doanh nghiệp trong bối cảnh là cạnh tranh toàn cầu và khi các nguồn nguyên liệu, vật liệu sơ cấp ngày càng càng kiệt các chuyên gia nhận định rằng việc nhận thức được sản xuất và tiêu dùng bền vững cũng như là phân phố xanh giúp các doanh nghiệp tiếp cận được với những xu thế trên thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và quy định trong các hiệp định về thương mại tự do Việt Nam đã ký kết. Đây trở thành điều bắt buộc đối với các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, chính sách chưa đồng bộ, chồng chéo, chi phí chuyển đổi lớn, nhận thức còn hạn chế. Điều này đã đặt ra các yêu cầu là cần phải có những giải pháp thiết thực hơn đó là cơ quan chức năng cần phải hoàn thiện đồng bộ các chính sách ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất xanh, xây dựng được những tiêu chuẩn về những mô hình kinh tế tuần hoàn. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa, tiếng trống trường năm học mới 2023-2024 sẽ vang lên. Thế nhưng bên cạnh niềm hân hoan tươi vui, có không ít phụ huynh, học sinh và cả các thầy cô giáo vẫn còn buộc về với lo lắng. Với các khoản tiền thu như sách, đồng phục, quỹ phụ huynh, các khoản xã hội hóa tiền học phí, bảo hiểm, ủng hộ đang khiến cho nhiều phụ huynh phải lo lắng dù ngày khai giảng chưa chính thức bắt đầu. Còn với thầy cô giáo với chương trình mới, bộ sách mới, các thầy cô chỉ mong được hướng dẫn, tập huấn thật kỹ, thật thiết thực việc tổ chức hoạt động nhận thức, dạy học để giáo viên không còn hoang mang với chương trình mới. Ngoài những tâm tư về nâng cao công tác chuyên môn, nhiều giáo viên cũng lo lắng về thời gian khi vừa phải xây dựng kế hoạch giảng dạy cho nhóm chuyên môn, xây dựng kế hoạch bài dạy ôm nước rút cho học sinh giỏi thành phố vừa phải ôm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Cũng liên quan à lĩnh vực này thì trên trang nhất báo giáo dục và thời đại có bài viết dù các ngành chức năng nỗ lực đưa nhiều công trình vào sử dụng, tuy nhiên do số lượng học sinh tăng cao nên các dự án xây mới chưa có thể đáp ứng được nhu cầu. Tại một số địa phương thì người dân lo lắng về tình trạng trường lớp quá tải, nhất là ở những nơi đông dân. Cụ thể 5 năm gần đây thì trung bình mỗi năm học mới thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai tăng từ 8.000 tới 10.000 học sinh so với năm học trước và trong năm học 2023 2024 dự kiến địa phương này cũng tăng 8.800 em nâng tổng số học sinh toàn thành phố lên khoảng 240.000. Vì vậy, việc áp lực về trường lớp cũng như sĩ số học sinh trên lớp vẫn rất lớn. Hay như là ở Lào Cai, trong năm học mới này, thì trường tiểu học Sapa tỉnh Lào Cai có hơn 1.300 học sinh được theo học và tiếp nhận học sinh toàn bộ vùng lõi của thị xã Sapa dẫn đến tình trạng quá tải trong việc cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều hạn chế. Đến nay, thì nhiều trường đã chủ động xin ý kiến về phương án mở rộng quy mô khuôn viên, xây dựng thêm phòng học và phòng chức năng cho các nhà trường.